Đập Nova Kakhovka là một phần của thủy điện Kakhovka nằm trên sông Donetsk, cách thành phố Kherson khoảng 30 km về phía đông. Đập được xây dựng vào năm 1956, cao khoảng 30 mét, rộng hàng trăm mét. Hồ của nó có sức chứa khoảng 18 km khối nước, tương đương với thể tích của hồ muối lớn ở Utah, Mỹ. Đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo Crimea ở phía nam và nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở phía bắc. Đập thủy điện Kakhovka bị vỡ đã khiến hàng triệu lít nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông. Tỉnh trưởng tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin cho biết, tính đến sáng ngày 8 tháng 6, khoảng 600 km vuông của tỉnh này đang chìm trong nước. 68% trong số đó nằm ở tả ngạn sông Donetsk do Nga kiểm soát. Mực nước trung bình lên tới 5,61 mét. Hàng chục nghìn người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Ngôi làng Kosunka ở vùng Kherson do Nga kiểm soát đã bị nước lụt nhấn chìm hoàn toàn. Nước ngập tới mái một số ngôi nhà nằm ngay bên bờ sông Donetsk. Người dân địa phương, trong đó có anh Vitaly, phải chèo thuyền trên những con đường ngập nước để giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Nước dâng lên rất nhanh. Chỉ trong 15 phút đã làm ngập tất cả các tầng hầm và giếng. Mọi thứ đều chìm trong nước. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn tỉnh, trong bối cảnh có tới hơn 40.000 người cần được sơ tán. Các nhà chức trách Ukraine cho rằng lũ lụt có thể khiến hàng trăm nghìn người thiếu nước uống cùng nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Việc đập thủy điện Kakhovka bị vỡ cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề năng lượng của Ukraine, đặc biệt sau khi Moscow liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Kiev hồi đầu năm nay. Ngoài ra, thiệt hại đối với con đập cũng có khả năng phá hủy hệ thống kênh đào tưới tiêu cho phần lớn miền nam Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Hiện cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập này, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra cấp quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 6 đã họp khẩn cấp theo đề nghị của cả Nga và Ukraine liên quan đến vụ việc. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Nebenzia cho rằng Ukraine cố tình làm vỡ đập để tạo cơ hội thuận lợi cho việc tái tập hợp lực lượng tiếp tục phản công. Hành động phá hoại do Kiev thực hiện có hai mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là để thu hút tối đa sự chú ý nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho việc tái tập hợp các đơn vị để tiếp tục cuộc phản công mà họ đã công khai rộng rãi. Mục tiêu thứ hai là gây ra thiệt hại nhân đạo tối đa đối với dân số của các vùng lãnh thổ rộng lớn, hậu quả không thể tránh khỏi của việc phá hủy một cơ sở hạ tầng lớn về năng lượng và nguồn nước. Đáp lại, Đại sứ Ukraine Sergei Kilisia cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Về mặt vật lý, không thể làm nổ tung con đập từ bên ngoài bằng cách pháo kích. Chính những người đang kiểm soát nó đã kích nổ. Suốt nhiều tháng, cả Nga và Ukraine đã liên tục cáo buộc lẫn nhau âm mưu phá đập thủy điện Kakhovka, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Tuần trước, cả Moscow và Kiev đều nói rằng cuộc tấn công nhằm vào đập Kakhovka sắp xảy ra. Tuy nhiên, giữa vùng chiến sự, rất khó để tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân vỡ đập và gây ngập lụt một khu vực rộng lớn ở hạ lưu. Đập thủy điện Kakhovka là một trong những con đập cuối cùng còn sót lại trên sông Donetsk, ranh giới tự nhiên giữa các khu vực do Ukraine và Nga kiểm soát ở Kherson, với quân đội Kiev ở bờ Tây, còn Moscow ở bờ Đông của con sông. Theo các chuyên gia, việc đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy rõ ràng có thể ảnh hưởng đến tuyến phòng thủ của cả Nga và Ukraine khi tất cả đều chìm trong nước. Kherson từng được coi là một địa điểm khả thi cho cuộc phản công vào mùa xuân của Ukraine. Các quan chức Ukraine vẫn tự tin cuộc phản công của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, giờ đây sau khi đập vỡ, một cuộc tấn công đổ bộ qua sông Donetsk hiện không còn khả thi. Vỡ đập Nova Kakhovka khiến việc vượt sông để phản công là bất khả thi. Ngay cả việc tiến hành các hoạt động tấn công trong toàn bộ khu vực đó cũng sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng việc đập Kakhovka bị vỡ sẽ giúp Nga cải thiện các vị trí phòng thủ trước cuộc phản công đã được nhắc tới từ mấy tháng nay của Ukraine. Theo đó, nước lụt sẽ khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn nếu muốn tiến vào Crimea và các thành phố khác do Nga kiểm soát ở phía nam. Trong ít nhất một tháng nữa, các thiết bị hạng nặng như xe tăng, xe thiết giáp chở quân hoặc xe bọc thép hạng nặng sẽ không thể hoạt động được tại khu vực này. Tuy vậy, một số nhà quan sát cho rằng lũ lụt nghiêm trọng tại Kherson cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ và các tuyến tiếp tế của Nga dọc theo sông Donetsk. Việc phá hủy con đập làm ngập lụt tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở phía đông sông Donetsk tại Kherson.
Thảm họa này không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai và sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến các lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Còn theo bà Marina Miron, nhà nghiên cứu tại Đại học King's College London, vụ vỡ đập đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột và cả hai bên đều có một số động cơ để phá vỡ con đập. Đối với người Nga, lý do làm điều đó rõ ràng là để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine và tạo ra một tình huống nhân đạo ở Kherson, nơi mọi người cần được sơ tán, cũng như tạo các đầm lầy ngăn quân đội Ukraine sử dụng bộ binh cơ giới. Còn đối với Ukraine, vụ vỡ đập có thể là một cách đánh lạc hướng người Nga trong khi Kiev tiến hành phản công. Trong bối cảnh mực nước lũ tiếp tục dâng lên, các quan chức và nhà phân tích đã bắt đầu tính toán thiệt hại về con người và môi trường đối với Ukraine, một trong những quốc gia nông nghiệp màu mỡ nhất thế giới. Các khu định cư, hàng nghìn người và một số loài động vật đang gặp nguy hiểm. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho rằng, sự cố vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền nam nước này là một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất ở châu Âu trong những thập niên gần đây và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Chính phủ Ukraine cho biết lũ lụt có thể nhấn chìm hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp và biến ít nhất 500.000 hecta đất đai không được tưới tiêu thành sa mạc. Điều này có thể gây thêm căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi các cảng biển của Ukraine bị phong tỏa vào năm ngoái. Giá lúa mì, ngô và dầu hướng dương toàn cầu đã tăng mạnh sau vụ việc, làm gia tăng lo ngại của thị trường về khả năng vận chuyển lương thực từ Ukraine đến châu Phi, Trung Đông và một số khu vực châu Á. Trong đó, giá lúa mì đã tăng hơn 3% vào ngày 6 tháng 6. Thách thức nằm ở việc Nova Kakhovka là con đập rất lớn và một trong những hồ chứa lớn nhất thế giới. Dựa trên kinh nghiệm về các sự cố tương tự trên toàn thế giới, một khu vực rất rộng lớn sẽ bị ảnh hưởng và vật liệu nguy hiểm sẽ lan rộng khắp khu vực, gây ảnh hưởng đến năng suất của ngành nông nghiệp. Bùn do nước lũ để lại có thể sẽ mất nhiều năm để dọn sạch. Theo Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Strelets, ít nhất 150 tấn dầu từ con đập đã chảy vào sông Donets và thiệt hại về môi trường ước tính khoảng 50 triệu euro, tương đương 53,8 triệu đô la Mỹ. Không chỉ ảnh hưởng tới môi trường, thảm họa còn tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Một ngày sau vụ vỡ đập, hàng nghìn con cá chết đã dạt vào hồ chứa nước Kakhovka. Theo người dân địa phương, trong khi sự cố khiến mực nước ở hạ lưu tăng lên hàng mét, thì nước trong hồ chứa đã cạn kiệt chỉ trong vài giờ. Những gì chúng ta thấy là bức tranh về một thảm họa sinh thái. Mực nước hạ xuống rất nhanh, đến mức ngay cả cá ở trong hồ chứa cũng không đủ nhanh để bơi vào vùng nước sâu hơn. Hiện dân làng Mariansk đang gấp rút xây dựng một con đập tạm thời nhằm cứu cá và bảo tồn càng nhiều nước càng tốt cho cộng đồng sử dụng. Tuy vậy, các nhà khoa học lo ngại hệ sinh thái của khu vực sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hiện đang là cao điểm của thời kỳ sinh sản. Đáng buồn là rất nhiều loài cá sẽ chết vì ô nhiễm và lũ lụt nặng nề. Các loài chim ăn cá cũng có thể chết vì hàm lượng chất độc cao. Điều này sẽ còn tiếp tục. Một số loài cá có thể ra biển, nhưng cũng sẽ chết ở đó vì môi trường sống của nó là nước ngọt, chứ không phải nước mặn. Nước lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn và các loài sinh vật, mà còn cả hàng chục nghìn quả mìn, khi nhiều khu vực bị ảnh hưởng là tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không thể biết được chúng sẽ trôi ra biển hay dừng lại ở làng mạc, thị trấn hay nông trại nào phía hạ nguồn. Tại tỉnh Mykolaiv, một tổ chức tình nguyện đã dọn dẹp mìn dọc theo sông Inhules, phụ lưu của sông Donets, trước khi lũ tràn về. Họ cho biết những quả mìn sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng người dân khi họ quay trở về nhà hoặc canh tác trên vùng đất màu mỡ gần sông. Đội ngũ phá mìn của chúng tôi thường xuyên vượt sông để tới các bãi mìn. Tuy nhiên, nếu mức nước tăng cao sau khi đập vỡ, các khu vực đó có thể sẽ bị cô lập và chúng tôi không thể tiếp tục dọn mìn. Hồ chứa rộng lớn của đập Nova Kakhovka cũng cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia do Nga kiểm soát. Mặc dù cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã giảm nhẹ rủi ro trước mắt, nói rằng các nguồn nước thay thế có thể cung cấp cho cơ sở trong nhiều tháng nếu cần thiết. Nhưng về lâu dài, vụ vỡ đập vẫn có thể gây ra một thảm họa hạt nhân chậm. Không chỉ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp điện và gây ngập úng hàng loạt khu dân cư, đập Nova Kakhovka bị vỡ còn tiềm ẩn một rủi ro khác khi nó là nơi cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở gần đó. Nếu không có đủ nguồn nước, nhà máy Zaporizhia sẽ không thể làm mát hệ thống, vận hành các máy phát điện và từ đó có thể làm rò rỉ hạt nhân. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA,
nhà máy Zaporizhia không gặp nguy hiểm tức thời vì các hồ chứa nước làm mát của nhà máy vẫn đang đầy và đủ đáp ứng trong vài tháng tới. Ngoài ra, nhà máy này cũng có máy bơm để lấy nước từ các nguồn thay thế, cũng như việc cơ sở này ngưng hoạt động nhiều tháng qua vì chiến sự nên cần ít nước làm mát hơn bình thường. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, trong trường hợp xấu nhất, vụ vỡ đập vẫn có thể gây nguy hiểm lâu dài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Bình luận trên Twitter, ông Edwin Lehman, một chuyên gia an toàn hạt nhân, gọi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là một quả bom nổ chậm. Chúng ta sẽ thấy tác động đối với nhà máy theo thời gian. Có một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng nó không phải là vô hạn. Thống đốc khu vực xác nhận hiện tình hình phóng xạ xung quanh nhà máy vẫn ổn định. Nhưng chiến sự kéo dài từ đầu năm ngoái đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng và nguồn nước của Ukraine. Và vụ vỡ đập Nova Kakhovka dù sao cũng đã khiến nhà máy Zaporizhia lại mất thêm một lớp bảo vệ an toàn. Về nguyên nhân gây vỡ đập Kakhovka, hiện các chuyên gia vẫn đưa ra những đánh giá hết sức thận trọng. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng chưa thể quy trách nhiệm cho bên nào, thậm chí chưa thể kết luận vụ việc có phải là cố ý hay không. Hiện có những ý kiến cho rằng có thể con đập bị sập do hư hỏng trước đó và áp lực quá lớn lên nó, và suy cho cùng, thảm họa này rốt cuộc cũng chẳng có lợi cho ai. Bản tin Nhìn ra thế giới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.